Những hoạt động thiện nguyện mang đậm dấu ấn nghĩa tình của các tăng ni Phật tử đã và đang thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường của người dân trong nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho đất nước. Tại Tiền Giang, Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã kết hợp cùng các ban ngành, chính quyền, tổ chức phiên chợ không đồng, hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19. Sáng ngày 7 tháng 7 tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Sông Thuận, Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã kết hợp với Ban dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và huyện đoàn Châu Thành tổ chức khai mạc phiên chợ không đồng để hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Buổi khai mạc phiên chợ có sự tham dự của Hòa thượng Thích Chơn An, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư Tôn Đức trong Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, lãnh đạo các ban ngành huyện Châu Thành. Hưởng ứng chương trình phát động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong huyện cùng vượt qua đại dịch COVID-19 do Ban dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và huyện đoàn Châu Thành tổ chức, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành đã vận động chư tăng ni Phật tử các tự viện trong huyện, công ty Vạn Đức Tiền Giang, quỹ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp cho chương trình mang nhiều ý nghĩa và thiết thực này. Tại buổi lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Trung Chánh cho biết, hiện tại Ban trị sự Phật giáo huyện đã chuẩn bị 1.000 phần quà, bao gồm gạo, mì gói, rau, củ quả, trứng và một số nhiều yếu phẩm cần thiết khác. Trong buổi khai mạc này, Phật giáo huyện Châu Thành sẽ hỗ trợ 150 phần cho bà con xã Sông Thuận. Các ngày tiếp theo, ban tổ chức sẽ tiếp tục luân phiên mở chợ tại 23 xã thị trấn trong huyện. Ban tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để các phần quà gửi đến bà con thêm phong phú và chất lượng. Qua chương trình này mong được chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, hy vọng mọi người cùng đoàn kết quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự bình yên và an vui cho xã hội.